À, dạ em xin chào cô chú anh chị nha. Thì ở clip này thì mình sẽ thanh lý ít món đồ, cụ thể đó là những cái món liên quan tới hệ chơi năng lượng mặt trời ha. Thì trước kia thì mình mới bắt đầu chơi năng lượng mặt trời thì mình mua từng khối pin một, cái này là 12V 50A. Sau đó mình xài không có đủ cho mấy cái quả nhà thì mình lại tiếp tục mua thêm khối là 12V 50A. Đó. Và sau đó thì càng ngày càng xài nhiều quạt cả ngày lẫn đêm thì vẫn thiếu, cho nên là mình mua luôn một khối tiếp nữa là cũng là 12V 50A. Đó, thì hiện tại mình lên cái khối lớn, khối này là 24V 280A, thì tính ra nó cần gần khoảng 7 kW điện để chạy cho cái biến tần sản xuất cái điện 220, cho nên là mình dư ra ba cái khối pin này. Thì mình sẽ giữ lại một khối để vẫn để chạy điện DC cho những cái quạt của mình làm ra. Mình sẽ thanh lý hai cái khối này. Thì hai khối này là pin sắt 4S. Thì khi sạc đầy nó là 14V mấy, và khi đầy xong mà ngưng sạc thì nó về chế độ nghỉ ngơi nó là 13V mấy nha, chứ không phải 12 nha. Tất cả đều là như vậy, đều là 50A. Mình sẽ thanh lý với giá là 1,2 triệu một khối, bao phí ship và không bao gì hết nha. Hàng này mình đã qua sử dụng rồi, vẫn đang sử dụng luôn, nhưng mà mình sẽ không bảo hành, tại vì đồ mấy cái này nó khó bảo hành lắm. Cái này nói chung nó thẳng hơi ấy tế nhị xíu, là cái còn tùy phụ thuộc vào cái người sử dụng nữa, cho nên mình chỉ bao test là sạc xả ok. Đó, điện đốm rồi còn vẫn xài ok, chứ về bảo hành lâu dài thì mình sẽ không. Đó, bây giờ mình mua pin ở đâu cũng vậy, kể cả pin mới cũng khó được bảo hành lắm. Còn này là mình do mình nâng cấp lên mình thanh lý thôi. Một khối như vậy á là mình tính cho nó gọn gọn là 12V 50A là tầm khoảng 1,2 triệu bao phí ship nha. Và thêm một cái nữa thì do là trước mình xài những cái hệ nhỏ như vậy, cho nên mình không có xài biến tần mà mình xài kích. Đó, kích này là kích sim chuẩn nha. Kích này thì mình mua ở trên cái shop Shopee điện tử Tây Đô, là nó để là công suất 2000W nhưng mà liên tục là 1000W. Đó, thì mình đã từng sử dụng, mình từng nấu nồi cơm điện rồi, nấu chín cơm. Thì nồi cơm này nó có công suất là 650W. Đó, mình đã test là nấu cơm ok nha. Thì không xài được bình đun siêu tốc, tại bình đun siêu tốc mình test nó tới 1200W lượt. Khi mà cắm quá 1000W là nó sẽ tự ngắt để nó bảo vệ nha. Cái này cũng có nắp luôn, mình tháo ra cho mọi người xem nha. Rồi, dây thì khi mà chạy nồi cơm thì dây này phải to để nó không nóng nha, cho nên là mình làm hai sợi. Đó, và bình hoặc pin thì phải đủ mạnh, đủ nhiều dung lượng thì mới chạy nồi cơm nha. Mọi người đừng có nghĩ là cứ về lấy cái bình xe máy qua câu vô một cái là kích chạy được cơm thì không đúng nha, mình phải tính. Ví dụ này, khối này là 12V 50A thì mình tính ra nó là 600W. Đó, 600W mà cái nồi cơm này là 650W, có nghĩa là 1 giờ nó mới 650W. Mà tốn 650W mà nồi cơm này nấu chỉ còn có 20 phút thôi thì nó tốn khoảng 100 mấy W thôi. Thì với cái khối pin này thì mình có thể kết nối được với cái này để nấu được cái nồi cơm. Đó. Thì cái này mình mua lúc trước là cũng khoảng 1 triệu. Mình mua khoảng 1 triệu, cũng chẳng có xài máy đâu. Đó. Mua để dành khi mất điện kích lên thôi. Còn bây giờ mình đã có pin, mình đã có biến tần năng lượng mặt trời. Đó. Nó đang sản xuất điện. Ở trên nó đang nạp vào là hiện giờ còn sớm, còn mới có 600W, 500 mấy 600W. Thì cái này mình sẽ thanh lý là 600k bao phí ship ha. Thì tất cả cũng đều là không bảo hành nha, tại vì cái này là kích 12 lên 220. Tại sao không bảo hành? Tại vì nhiều người về có thể cắm vô 24 là nó hư, hoặc là có thể cấp ngược cực là nó hư. Tất cả điện DC bên mình không bảo hành cái gì hết, mình chỉ bao test thôi. Nè, ví dụ đây nè, cái cục pin này hiện tại là nó chỉ có 12V 7 thôi nè. Thì mình đã kết nối dây vô máy này rồi và mình cắm sẵn là cây quạt, quạt Senco này là 75W. Mình sẽ test nha, chạy ok.
này quạt 220 nha, chứ không phải mấy cái quạt DC của mình nha. Rồi, ok. Rồi để tiếp theo nữa thì mình sẽ test thử cái nồi cơm. Mình đây, dây nồi cơm điện này. Thì mình sẽ bấm thử nha. Đây là 12V7 nè. Khi mình bấm nè, bật thì ở đây là bắt đầu nó hút điện liền. Nó hút điện là tuột xuống còn mười mấy vôn là chuyện bình thường. Tại vì cái dòng xả lúc này nó sẽ xả đây rất là kinh khủng. Cho nên mình thứ nhất là cái này phải đủ điện. Thứ hai là cái này dây phải to. Đó. Và cái này phải đủ công sức để tải cho cái con nồi cơm này thì nó mới làm được việc nha. Đó. Cho nên là những cái mình bán ra mình sẽ bao test như thế này. Cái này hoạt động ok. Đó. Cái này ok. Ấy cái này ok, cái này ok. Cái này là 1,2 triệu bao ship. Cái này 1,2 triệu bao ship. Còn cái này là 600k bao ship. Đó. Thì cô chú anh chị nào mình có nhu cầu và mình tin tưởng ở cái shop mình bán kênh YouTube cũng 4 năm rồi. Nhiều người mua hàng của mình cũng biết uy tín rồi. Đó. Rồi, ai có nhu cầu về món nào hay gì đó thì cứ liên hệ Zalo em nha. Mình sẽ bao test khi nhận hàng tất cả hết. Và vui lòng quay video đó. Chứ bao test mà bây giờ kích 12 lên 24 mà về bao test mà về shipper khui ra mà không quay video mà cấp vô 24 vô anh cháy cái nói ủa bao test gì cũng như không à. Đó, mình phải bao test bằng video khi nhận hàng, tháo hộp ra quay video test bằng cái bình hơi to, nhưng đừng lấy bình xe máy mà test nha. Nếu bình xe máy thì mình chỉ giống như sạc được điện thoại. Đó, cũng có thể là chạy được quạt nhưng nó cũng mau hết bình lắm. Đó. Thứ nhất là mình ưu tiên sẽ dùng pin, nó sẽ lợi hơn. Pin nó sẽ ngon hơn bình rất là nhiều. Còn bình thì phải bình là từ 50A trở lên. Đó. Chứ mấy bình nhỏ nhỏ là thua nha cô chú anh chị ha. Rồi, cô chú anh chị có nhu cầu về món nào thì liên hệ Zalo giúp mình nha.